quý vị, trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Judy Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp nối chương trình, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị toàn văn bản tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về ông Mitch McConnell. Ngày 16 tháng 2 năm 2021, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố về lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa. Và dưới đây là toàn văn nội dung bản tuyên bố của ông. Đảng Cộng Hòa không bao giờ có thể được tôn trọng hoặc mạnh mẽ khi có các nhà lãnh đạo chính trị như Thượng nghị sĩ Mitch McConnell ở vị trí lãnh đạo của Đảng. Sự cống hiến của ông McConnell cho công việc kinh doanh như thường lệ, các chính sách hiện tại cùng với sự thiếu những khả năng hiểu biết về chính trị, sự khôn ngoan, kỹ năng và nhân cách của ông đã nhanh chóng đưa ông từ lãnh đạo phe đa số thành lãnh đạo phe thiểu số, và điều đó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Đảng Dân Chủ và ông Chuck Schumer chơi đùa với ông McConnell như một con rối. Họ chưa bao giờ có được điều gì dễ dàng như vậy, và họ muốn giữ nó theo cách đó. Chúng tôi biết chương trình nghị sự America First của chúng tôi là người chiến thắng, chứ không phải chương trình nghị sự Beltway First, tức là ưu tiên vành đai quốc hội của ông McConnell, hay America Last, nước Mỹ sau cùng của Biden. Năm 2020, tôi nhận được nhiều phiếu bầu nhất so với bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử, gần 75 triệu phiếu. Một thành viên Đảng Cộng Hòa đương nhiệm tại Hạ viện đều giành chiến thắng lần Xin lỗi quý vị, mọi thành viên Đảng Cộng Hòa đương nhiệm tại Hạ viện đều giành chiến thắng lần đầu tiên sau nhiều thập niên. Và chúng tôi đã lật ngược 15 ghế, khiến bà Nancy Pelosi gần như bị mất việc. Đảng Cộng Hòa đã giành đa số tại ít nhất 59 ghế trong số 98 ghế tại Quốc hội, và Đảng Dân Chủ đã không thể lật bất kỳ một ghế nào từ màu đỏ sang màu xanh lam. Và trong Thượng viện của ông McConnell, trong hai chu kỳ bầu cử trước, tôi đã một tay cứu ít nhất là 12 ghế thượng viện, hơn 8 ghế trong chu kỳ 2020. Sau đó là thảm họa Georgia, nơi đáng lẽ chúng tôi phải giành được cả hai ghế thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng ông McConnell đã hợp thức hóa lời đề nghị của Đảng Dân Chủ về khoản tiền trợ giúp trị giá 2.000 Mỹ Kim, chỉ còn lại 600 Mỹ Kim thôi. Sự việc này ảnh hưởng như thế nào? Nó đã trở thành phần quảng cáo chính của Đảng Dân Chủ và trở thành một chiến thắng lớn đối với họ. Sau đó, ông McConnell đã đưa chính mình, một trong những chính trị gia không được yêu thích nhất ở Hoa Kỳ, vào trong các quảng cáo đó. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa ở Georgia đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ hoặc thậm chí không bỏ phiếu vì đau khổ trước vị thống đốc kém cỏi của họ là ông Brian Kemp. Bộ trưởng nội vụ của tiểu bang là Brett Raffensperger, và Đảng Cộng Hòa đã không thực hiện nhiệm vụ của mình đối với tính liêm chính trong vấn đề bầu cử tại cuộc đua tổng thống năm 2020. Đó hoàn toàn là một thảm họa bầu cử ở Georgia và một số tiểu bang khác nữa. Ông McConnell không làm gì và sẽ không bao giờ làm những gì cần làm để bảo đảm một hệ thống bầu cử công bằng và liêm chính trong tương lai. Ông ấy không có những yếu tố cần thiết, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là ông McConnell đã cầu xin sự ủng hộ và tán thành mạnh mẽ của tôi trước những người dân tuyệt vời của Kentucky trong cuộc bầu cử năm 2020, và tôi đã trao cho ông ấy. Ông ấy đã bị thua một điểm, sau đó lại có thêm được 20 điểm và đã giành chiến thắng. Ông ấy đã quên quá nhanh, nếu không có sự ủng hộ của tôi, McConnell sẽ thua và thua thảm bại. Bây giờ con số ủng hộ của ông ấy đang thấp hơn bao giờ hết. Ông ta đang tiêu diệt phe Cộng Hòa tại Thượng viện, và như vậy đã làm tổn thương nghiêm trọng đến đất nước của chúng ta. Tương tự như vậy, ông McConnell không có uy tín về các vấn đề của Trung Cộng, vì gia đình của ông đang nắm giữ lượng cổ phần đáng kể trong các doanh nghiệp Trung Cộng. Ông ấy đã chẳng làm gì trước mối đe dọa nghiêm trọng về kinh tế và quân sự. Ông McConnell là một kẻ tấn công chính trị tồi tệ, lầm lì và không vui vẻ,
nếu các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tiếp tục ở lại với ông ấy, họ sẽ không thể chiến thắng một lần nữa. Ông ấy sẽ không bao giờ làm những gì cần phải làm hoặc những gì phù hợp với đất nước của chúng ta. Khi cần thiết và phù hợp, tôi sẽ ủng hộ các đối thủ chính, những người tán thành chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và chính sách ưu tiên nước Mỹ, America First của chúng tôi. Chúng tôi muốn lãnh đạo xuất sắc, mạnh mẽ, chu đáo và nhân ái. Trước đại dịch, chúng tôi đã tạo ra nền kinh tế và số lượng việc làm lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Và tương tự như vậy, sự phục hồi kinh tế của chúng tôi sau đại dịch là tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi cắt giảm thuế và các quy định, xây dựng lại quân đội, chăm sóc các cựu chiến binh của chúng ta, trở nên độc lập về năng lượng, xây dựng bức tường và ngăn chặn dòng người bất hợp pháp ồ ạt tiến vào quốc gia của chúng ta và hơn thế nữa. Nhưng bây giờ, người nhập cư bất hợp pháp đang đổ vào, các đường ống dẫn dầu đang bị chặn lại, thuế sẽ tăng và chúng ta sẽ không còn độc lập về năng lượng nữa. Đây là một thời khắc quan trọng đối với đất nước của chúng ta và chúng ta không thể để nó trôi qua bằng cách sử dụng các nhà lãnh đạo hạng ba để định đoạt tương lai của chúng ta. Donald J. Trump, và bài viết này theo The Epoch Times. Thưa quý vị, đây là những lời gọi là lên kết án mạnh mẽ của Tổng thống Trump đối với ông Thượng nghị sĩ McConnell. Và chúng ta thấy rõ ràng, ông này phải nói đúng ra là khi mà Tổng thống lên tiếng như vậy, tại vì có rất nhiều những cái lắt léo ở trong này mà những người trong Đảng Cộng Hòa, Phương Thanh đã thưa với quý vị từ trước đến bây giờ. Trong cái lúc mà Tổng thống Trump còn tại vị, thực sự nếu mà họ muốn xây dựng đất nước, bởi chúng ta không muốn nói đến Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ nữa, những người đã được người dân bầu, cho dù là ở trong đảng nào cũng vậy hết. Nếu mà họ làm đúng theo cái cương vị cũng như là trách nhiệm của họ, thì họ phải chung tay xây dựng đất nước. Nhưng mà họ không làm như vậy là bởi vì sao? Tiền bạc họ ham quá, đầy túi, chỉ muốn ngồi ở trong cái địa vị đó, ở trong cái gọi là cái cương vị của mình để có thể làm giàu cho gia đình mình, cho nghĩa là tiền đầy túi và ngồi ăn trên ngồi chốc như vậy. Không hề, trong 4 năm vừa qua không hề có một bất cứ một chính sách nào, một luật lệ nào được đưa ra để mà bảo vệ đất nước. Những người này họ phải nói mình đúng là phải nói giao chứng cho ác. Mình giao cho họ những cái quyền như là bà Nancy Pelosi chẳng hạn. Bây giờ chúng ta nói đến Hạ viện đi. Thì thường thường chúng ta biết được là Hạ viện là họ chuẩn chi ngân sách. Bây giờ bà ấy còn đòi là bà ấy tăng thêm tiền để ông ấy để mà bảo vệ cái capital, để bảo vệ những người ở trong những người mà ở trong đó đó. Và tiêu tiền của dân chúng một cách vô tội vạ. Trong cái kỳ vừa qua mà luận tội Tổng thống Trump ở Hạ viện là mất 10 mấy triệu, 11.5 triệu, còn kỳ Thượng viện thì chưa biết là bao nhiêu. Và bây giờ lại bắt đầu lại mở một cuộc điều tra nữa để mà điều tra, tìm những gọi là điều tra độc lập. Không biết độc lập cái gì thì mình không hiểu, nhưng mà Tổng thống Trump nếu mà có tội thì họ đã tìm nó rồi. Họ là chuyên viên vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nhưng mà họ không tìm ra được. Bây giờ lại luận tội. Họ làm cho tới khi nào mà Tổng thống Trump có tội thì thôi. Thì tự hỏi quý vị là những cái họ ngồi ở trong quốc hội mấy chục năm, người nào cũng là gọi là cắm rễ ở trong quốc hội rồi mà không có cái tài của họ, họ không có sử dụng để họ phục vụ đất nước mà họ chỉ nhắm vào để họ hành hạ, để họ trút phế một tổng thống thôi. Thì mai mốt, cho dù là năm 2022, người ta còn đang hy vọng là sẽ có một cuộc bầu cử mới nữa. Nói thật, nếu như cái máy kiểm phiếu Dominion mà không bị phanh phui ra, mà không gọi là không tiêu diệt được cái máy đó, thì không ai thèm đi bầu nữa. Chúng ta bầu đi bầu làm gì? Bỏ công, bỏ của, bỏ sức, bỏ nghĩa là trí óc mình ra để họ mình chọn xem những cái người nào là người có thể để cho mình gửi gắm, gọi là những gọi là đại diện cho mình được. Mà khi mình bầu rồi thì kết quả nó lại không như ý mình muốn. Và không phải là mình không có nhiều người đồng thanh tương ứng, nhưng mà tại vì họ ăn gian, họ gian lận đến cái độ mình không thể tưởng tượng nổi, thì làm chúng ta phải đi bầu làm cái gì nữa? Quý vị thấy không? Rõ ràng. Quý vị, ít như một ông Viên Cung Di là một nhà tài phiệt của Hồng Kông, ông sống tại Hoa Kỳ, ông còn nói những người dân Hoa Kỳ nên học cách kiểm phiếu trước khi nói đến vấn đề dân chủ.
Tại vì vấn đề kiểm phiếu này là vấn đề sinh tử. Quý vị biết, mình khi mà mình đi bỏ phiếu là mình đã có một cái sự chọn lựa. Dù quý vị chọn Dân Chủ hay chọn Cộng Hòa, chúng ta cũng phải tìm cái người nào thích hợp với mình, và mình nghĩ rằng họ sẽ là cái người thay mình để mà có lên tiếng nói của Quốc hội, để mà có thể đại diện cho dân, để làm những điều ích lợi cho đất nước này. Nhưng mà họ đâu có làm như vậy. Mà trong tương lai, nếu như cái máy Dominion vẫn còn, không ai kiểm soát và cũng không có thay đổi gì hết, thì Đảng Cộng Hòa sẽ muôn đời đuôi ở bóng tối, chỉ có Dân Chủ là thắng thôi. Và quý vị biết, người ta nói có những hình ảnh họ đưa ra, Tổng thống Trump và ông Joe Biden, họ nói hai người Tổng thống mà một là Tổng thống bên thắng cuộc với Tổng thống thứ 45 của chúng ta, của Donald Trump, hai chính sách khác biệt, tất cả cái gì cũng là khác biệt hết. Phương Thanh nói là chẳng cần phải so sánh điều gì, tại vì mình nhìn là mình thấy là nó khác biệt rồi. Tại vì một người thì vì nước và một người thì bán nước, một người giữ nước, người bán nước, làm sao mà có thể giống nhau được. Tất cả những trong thời gian vừa qua đây, chúng ta thấy khi mà nguyên cái vụ mà vấn đề thuốc, mà vaccine, rồi những cái về mà chống đại dịch đi, thì ông Joe Biden lúc đầu ông cứ chui ở dưới hầm, rồi ông lên án Tổng thống Trump không lo gì cho đất nước, không lo cho dân, để bao nhiêu người chết. Bây giờ khi ông lên rồi, ông phủi tay, ông bảo ông chẳng làm được gì, ông không có biết làm sao để mà nghĩa là giải quyết vấn đề đó. Trong khi ông còn đeo cái mask, rồi ông mới ngồi ở dưới hầm, thì ông bảo là ông mới có nhiều cách để mà có thể giải quyết được. Mà nếu mà vào tay ông thì vaccine cũng sẽ gọi là nhanh chóng đến tay người, tức là tất cả cái gì cũng đều tốt đẹp cả. Ông chỉ cho người dân ăn bánh vẽ thôi, những sinh viên, rồi ông hứa hẹn như thế nào, bây giờ ra sao? Nợ thì vẫn phải trả, nhưng mà đã bỏ phiếu cho tất cả. Ông ấy sẵn sàng ngang nhiên nói dối và ngang nhiên xù hết tất cả lời hứa của mình. Trong khi Tổng thống Trump thì cặm cụi, khi mà vừa mới nhậm chức xong là cố gắng để mà trả nợ cho những người dân. Những lời gì mà hứa với dân là cố gắng phải làm cho được. Chúng ta so sánh như vậy sẽ thấy một người thì sáng như trăng rằm, một người thì phải nói là tối thui thôi. Thành thử và nhục nhã đến cái độ bây giờ tất cả các nước khác khi họ nghe đến nó nói về Dân Chủ ở nước Mỹ, họ đều cười một cách khinh bỉ thôi. Họ nói là người dân Mỹ đến độ mà bây giờ chỉ phải học kiểm phiếu trước đi đã, rồi hãy nói đến vấn đề Dân Chủ với họ, thì chúng ta thấy là nhục nhã cỡ nào. Và thật sự cái chuyện này là chuyện quá đúng. Một nước văn minh, giàu có, luôn luôn đứng đầu trong tất cả mọi vấn đề, và lúc nào cũng là đàn anh của thế giới tự do. Nhưng mà bây giờ làm những cái chuyện mà tất cả nước cộng sản nó cũng vậy thôi. Nó chẳng tệ hơn chút nào. Mà đây còn nhiều cái còn thê thảm nữa. Rồi như bây giờ đến cái nỗi mà Tổng thống Trump, hoặc là bây giờ không còn tin tưởng vào. Đến nỗi mà khi mà ông ấy đã ra khỏi tòa Bạch Ốc rồi, mà bây giờ phải thuê cận vệ, phải các thứ, không dám giao tất cả những cái, không dám động tới FBI và CIA nữa, là quý vị thử đủ họ hiểu là cái đất nước này nó sa đọa đến mức nào, không thể tin ai được hết. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.